Ngày hôm nay thì U22 Việt Nam ra sân trong bộ trang phục toàn đỏ bảo vệ phần sân phía bên tay trái. Sani Asnawi, vẫn là Asnawi đưa chuyền. Một tình huống rất lực chụp của Bùi Tiến Dũng và như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên dành cho Indonesia. Rất đáng tiếc cho Bùi Tiến Dũng, pha xử lý không tốt đã trao cơ hội và tiền đạo của Indonesia đó là số 16 Sani Rizky đã tận dụng thành công cơ hội này. Như vậy là trong cả 3 trận đấu đầu tiên của U22 Indonesia thì họ đều là những người mở tỷ số. Chúng ta hãy cùng xem lại một đường truyền phải nói là không thực sự quá khó, nhưng Bùi Tiến Dũng lại có một pha xử lý thiếu chắc chắn. Một bàn thua phải nói là đáng tiếc của U22 Việt Nam. Cả hai bàn thua của U22 Việt Nam đến lúc này tại SEA Games 30 đều có lỗi của các cá nhân. Là pha bóng vừa qua sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu của Tiến Dũng. Cơ hội, cú sút vào không, đó là bóng đã đi ra ngoài khung thành. Rất đáng tiếc cho cơ hội của Hùng Dũng. Ngay lập tức đội tuyển U22 Việt Nam đã có lời đáp trả, nhưng chỉ thiếu một chút chính xác thôi. Một đường truyền rất nhạy cảm ban đầu của Trọng Hoàng. Cú dứt điểm không thành công thì gần như những pha lên bóng của U22 Việt Nam vẫn chưa thành công. Trọng Hoàng, cú đá từ xa của Trọng Hoàng. Đó là pha dứt điểm chính xác đầu tiên của U22 Việt Nam về phía khung thành của Nadio. Một cú ra chân rất nhanh của Trọng Hoàng. Và nếu như Nadio không chơi tập trung thì có lẽ tỷ số đã là 1-0. Thua thì hai trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Hải Đức Chinh đưa chuyền, Tiến Linh. Pha xử rất bình tĩnh của Tiến Linh. Quá đáng tiếc cho pha dứt điểm của Quang Hải. Ngay sau khi vào sân thì Hải Đức Chinh đã tạo ra được một tình huống lên bóng rất đáng quan tâm của U22 Việt Nam. Cú đánh đầu vào, đó là thành công, tỷ số được cân bằng 1-0. Đó là những gì mà tất cả chúng ta đang chờ đợi trong hơn 60 phút vừa qua của trận đấu. Niềm tin đã trở lại trên các khán đài và với toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nếu như trong hiệp 1 chúng ta có rất nhiều những tình huống phạt góc không mang lại hiệu quả thì ở lần này bộ đôi của câu lạc bộ Hà Nội Hùng Dũng và Thành Trung đã mang về bàn gỡ hòa 1-0. Một thời điểm hết sức quan trọng để đội tuyển U22 Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa. Bây giờ thì chắc chắn rằng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang sống dậy sự hy vọng, niềm tin. Vừa rồi cũng là bàn thua đầu tiên của U22 Indonesia tại kỳ SEA Games lần thứ 30 này. Nhưng ngày hôm nay thì bàn thắng của Thành Trung đến từ một hậu vệ có một vai trò rất quan trọng. Tiến Linh, cơ hội tấn công dành cho U22 Việt Nam vẫn là Tiến Linh. Nhưng rất đáng tiếc là Tiến Linh đã phạm lỗi với đối phương. Đã có những tình huống nóng nảy xảy ra không đáng có. Tìm kiếm bàn thắng thì các cầu thủ U22 Indonesia cũng đã có một phương pháp tương tự như biện pháp vừa qua họ làm đối với Tiến Linh. Hành động khiêu khích được khởi xướng đến từ đội trưởng Andy Setio. Chúng ta đã thấy rõ được ở pha quay chậm, Tiến Linh đã cho thấy được sự quyết tâm rất lớn của mình với tình huống đi bóng va chạm với đến hai chiếc áo trắng. Cú sút khá đáng tiếc, đó là tình huống bắt vô lưới sống của Hoàng Đức. Cho đến thời điểm này thì những pha xử lý của Hoàng Đức vẫn đang mang lại những cảm giác rất tốt. Đường chuyền đến đâu, đó là pha cắt mặt của Thành Trung. Những pha lên tham gia không chiến của Thành Trung đang để lại những ấn tượng nhất định. Hoàng Đức, cú đá từ xa, đó là một cú ra chân đầy bất ngờ của Hùng Dũng.
Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì vai trò của Hùng Dũng đã thực sự phát huy. Anh không chỉ là người cầm nhịp, không chỉ là người kiến tạo mà Hùng Dũng giờ đây còn tạo ra được sự bất ngờ từ những pha dứt điểm của mình. Quân bài tẩy đó chính là Hùng Dũng. Đường truyền tầm thấp tiến lên, coi không vào, rất đáng tiếc cho Hạ Đức Chinh. Vừa rồi tưởng chừng như tỷ số đã là 2-1. Chúng ta hãy cùng xem lại hai pha dứt điểm của bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh. Một cú đánh gót phải nói là rất cảm giác. Nếu như thành bàn thì đó chắc chắn là một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt của Hà Đức Chinh. Việt Nam trong 3 phút này. Thêm một đôi chuyền. Hoàng Đức, cú đá từ xa. Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Đó là Hoàng Đức. Những giây cuối cùng. Tỷ số là 2-1, tuyệt vời. Một cú đá phải nói là mang tính đột biến quá cao. Và như vậy là Nadio đã lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng quý hơn vàng của Hoàng Đức. Và chúng ta đã ngược dòng. Hoàng Đức ngày hôm nay với những gì mà cầu thủ áo số 14 của Mai Việt Nam đã thể hiện, anh xứng đáng có được bàn thắng quyết định này. Bàn thắng tuyệt vời. Chúng ta một lần nữa được xem lại siêu phẩm của Hoàng Đức. Đủ không gian và thời gian để thực hiện một cú Nada Bắc vào lưới khung thành của Nadio. Những sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh và quyết tâm của cao trò Luyện Văn Hàng Giờ đã mang về bàn thắng 2-1. Một màn ngược dòng rất tuyệt vời của các cầu thủ áo đỏ. Đó là những gì mà người hâm mộ Việt Nam đang rất mong chờ. Ở thời điểm này chúng ta đã có những thời khắc bùng nổ trong hiệp 2. Kiên định đó đã được tưởng thưởng bằng một bàn thắng phải nói là siêu phẩm của Hoàng Đức. Tiến Linh, cơ hội cho Tiến Linh, cơ hội, cơ hội. Tiến Linh là một lỡ một cơ hội quá đáng tiếc. Chúng ta cũng thấy sự tiếc nuối của Tiến Linh. Bàn thắng đã đến rất gần rồi. Ở thời điểm này đúng là chúng ta đang có rất nhiều những cá nhân nổi bật. Và tiếng còi của trọng tài ông Majed Mohamed đã vang lên. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng U22 Việt Nam đã ngược dòng thành công. Hai bàn thắng của Thành Trung và đặc biệt là Hoàng Đức ở trong hiệp đấu thứ hai đã mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam. Và đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games lần thứ 30 này. Điều chúng ta chờ đợi, điều chúng ta kỳ vọng đã đến. Có thể Hàng Công đã không chơi quá bùng nổ, nhưng những tuyến khác vẫn làm rất tốt vai trò của Hàng Công. Và Lào, ông Ritter đã đưa Lào lọt vào bán kết ở SEA Games năm 2009. Hiệp một trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Malaysia đã bắt đầu không xa. Cổ vũ cầu thủ Việt Nam. Pha đi bóng cắt mặt rất nguy hiểm. Indonesia đang chơi chặt chẽ và rất kỷ luật. Gần đây Văn Toàn thường xuyên được bố trí ở vị trí tấn công bên cánh phải. Văn quyết, Công Vinh. Chúng ta xem lại pha dứt điểm của Trọng Hoàng. Đường truyền của Thanh Trung. Rồi của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đường truyền vào trong của Thanh Trung rất tốt. Toàn không biệt vị. Bóng rất nguy hiểm. Quá xa lô xa. Rất may mắn khi mà thủ môn Nguyễn Mạnh đã đổ người hợp lý về cả số lần thi đấu lẫn số bàn thắng cho Indonesia. Chúng ta xem lại cú đá chân trái. Số được mở cho Indonesia. Nguyên Mạnh đã không thể bắt dính bóng.
Cầu thủ đã sút bóng là Lili Pali. Công Vinh. Sút bóng. Bóng rất vượt bậc. Có lẽ là Đinh Thanh Trung. Cú ra chân rất tốt. Chỉ thiếu có may mắn để thành bàn thắng. Lại là một pha tấn công biên. Thanh Trung đã phạt. Tỷ số được hòa 4-4. Thêm một lần Lê Công Vinh chứng tỏ duyên ghi bàn. Có thể nói trong thời điểm này thì những pha đá phạt của Thanh Trung thực sự là một vũ khí lợi hại của đội Việt Nam. Lại là một pha tấn công biên rất nguy hiểm. Đúng là Ritter đã nghiên cứu và rất hiểu đội Việt Nam. Cơ hội rất tốt để đội bạn đưa tỷ số lên 2-1. Và Baslim đã thành công. Rất nguy hiểm. Quá xa lô xa. Pha bóng rất đẹp. Không được. Pha xử lý của Vũ Văn Thanh. Một cơ hội. Không chính xác. Xa là thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Không được. Năm ngoái Indonesia đã thua Việt Nam 0-5 ở trận đấu tranh giải ba bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 2018. Tỷ số trận đấu là 2-2. Và ghi bàn của Công Phượng. Vừa rồi là bàn thắng rất đáng nhớ của Công Phượng trong một trận đấu kiểm tra có thể nói là quan trọng trước thềm giải bóng đá Đông Nam Á. Rất tinh tế. Và phối hợp rất đẹp của Boa Văn Thanh, Thanh Lương. Và kết thúc bằng cú duỗi chân đầy cảm giác của Công Phượng. Thanh Lương đã chuyền vào rất hay. Boa Salosa. Sút bóng. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi lấn sân, còn Indonesia đường truyền của Ngọc Hải. Đúng rồi. Tỷ số trận đấu được đưa lên 3-2. Và ghi bàn của Văn Toàn. Ngày hôm nay đội Việt Nam hai lần bị dẫn bàn, nhưng bây giờ đang dẫn lại 3-2. Ngọc Hải đã chuyền bóng rất tốt. Xử lý tinh tế ở tốc độ cao của Văn Toàn rất hay. Một tình huống làm chúng ta nhớ lại danh thủ mà anh Quyết định 2016, Văn Toàn đã trưởng thành rất nhiều. Rất tốt. Công Phương. Những giây cuối cùng của trận đấu. Thành Lương. Và như vậy là trọng tài người Thái Lan Phim Mơ Trang đã nổi tiếng gọi mãn cuộc.